con Claude anh em ạ. Anh em nhớ nhá, môn Tungi là giảm sức mạnh, nhưng anh em đọc kỹ kìa, sát thương gốc nó tăng lên, anh em thấy không? Từ 100-130 lên thành 130-180. Nó chỉ bỏ cái hiệu ứng gây sát thương lên lính để dọn lính nhanh và bỏ cái thụ hưởng hiệu ứng đòn đánh thôi. Nhưng cá nhân mỡ cho rằng Claude bây giờ rất khỏe đầu game luôn. Chơi luôn Claude để cho anh em xem nhá. Cái này mỡ nghĩ là không hẳn là giảm đâu. Nhưng mà thì điếu nào tìm mỡ lắm xạ thủ này. Vãi, đã lây la lại còn thêm Brody đi đâu ạ. Sao tìm không ai đi rừng? Trời ơi, bọn nó ép tôi đi rừng anh em ạ. Chắc là bọn nó nghĩ Claude không đi rừng được. Đấy, đã thế để tôi đi rừng luôn. Game này chắc là bọn team tôi định dot, nhưng mà bọn nó dot không thành công. Nó định né game ý, bọn nó định remake game nhưng không được. Dỗ ok không sao, tôi đi rừng cũng được, đầu game đi hơi chậm tí thôi. À, mày lướt rồi đúng không? Mày lướt rồi đúng không? Thế thì ăn cái sấy đầu game này đau chưa bạn ơi? Rồi ôi, sấy cũng được đấy. Tiếp đến này, ok, tầm này tôi lên sấy kìa. Ui, tôi sấy kìa. Ôi, đam kìa anh em kìa. Ui dồi ôi, nớp đâu anh em? Tôi thấy nó khỏe hơn anh em ạ. Tiếp đến một tình huống đang đánh nhau ở đường giữa, tôi làm chậm được hai người sấy này. Xùi, vạch ra na bay bầu. Xùi, bóc lên bảng xuống. Xùi, nớp đấy không ạ? Come on, Dexter. It's our showtime. Hello, what's up? Xin chào anh em, lại một lần nữa đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tomer để bắt đến với gameplay của Claude ở mùa giải thứ 230. Mà Moontoon có chia sẻ với chúng ta rằng là con này bị giảm sức mạnh đến từ cái chiêu cuối động lực công phá anh em ạ. Nhưng giảm hay là tăng, hãy cùng mỡ tìm hiểu ở trong cái video clip này anh em nhá. Rồi thì đầu tiên, vì ở trong trận đấu này mỡ bị ép đi rừng, cho nên chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại bảng ngóng một chút xíu. Đầu tiên nhá, anh em dùng cái điểm tài năng đó chính là tăng tốc đánh. Điểm tài năng thứ hai là cái khắc tinh ma chủng để đi rừng nhanh hơn với Claude. Và điểm tài năng thứ ba dĩ nhiên rồi, nó vẫn là cái liên sát mà thôi. Đấy, cầm ba cái điểm tài năng này xong thì ok một cái con Claude này. Rồi, thì con Claude này, ui, ngay giai đoạn đầu game có lẽ là team bạn biết được rằng là Claude đi rừng rất chậm. Cho nên là, con mả bố Layla nó còn chát kìa anh em kìa. Săn Claude đi anh em, con Layla này cũng được đây anh em ạ. Chắc là nó thấy mỡ pick Claude, nó nghĩ là tranh lane cho nên là nó bắt đầu chat là săn thằng Claude đi, rừng của team mình yếu lắm, ok. Đồng đội như thế này thì còn mong chờ gì nữa hả anh em, ok. Vì Claude thực sự với anh em, cái con tướng xạ thủ này không phải sinh ra để đi rừng, cho nên nó farm rừng chậm lắm, anh em đừng hỏi tại sao nó farm chậm nhá. Bởi vì nó đâu phải là để đi rừng đâu anh em. Nó đi đường là cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái con Claude này là cái sát thương của nó là dựa theo bắn theo phần trăm màu đến từ đồ. Cho nên chúng ta không có đồ, đầu game này chúng ta đi rừng chậm là đúng rồi. Ok, thì ở trong cái video clip này thì hẳn ra anh em đều biết là cái con Claude nó được chỉnh sửa chính ở trong cái bản cập nhật lần này đến từ chiêu cuối. Chiêu cuối Moontoon ghi là giảm. Nó giảm hai thứ. Thứ nhất là sát thương gây lên lính. Tức là bây giờ chúng ta sẽ không thể dùng ulti của con Claude đi dọn lính một cách nhanh chóng giống như là trước đây nữa. Và cái thứ hai là giảm thêm một cái nữa là giảm phần trăm lượng sát thương thụ hưởng đến từ đồ đi. Điều này có nghĩa rằng là gì? Bây giờ chúng ta lên cái những cái món đồ bắn theo phần trăm máu như là cái kiếm diệt quỷ hay là cái gậy như ý hay là cái lưỡi hái mòn ấy, thì cái sát thương nhận được để mà nó cộng vào cái chiêu cuối nó yếu hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng bù lại chiêu cuối của Claude bây giờ nó tăng đam cơ bản. Nó tăng rất nhiều đam cơ bản ở giai đoạn đầu ở giữa game luôn anh em ạ. Vì thế cho nên là nói chung là giảm sức mạnh nhưng mà cũng không phải giảm hẳn đâu. Moontoon ghi là giảm thôi, nhưng thực tế là cá nhân mỡ cho rằng nó điều chỉnh thôi anh em ạ. Vì đầu game Claude bây giờ sấy ulti nó sẽ đau hơn rất là nhiều. Nó sẽ đóng góp được trong cái giao tranh ở giai đoạn đầu cũng như là vào giữa game, cuối game thì nó hơi đuối một tí, anh em thông cảm. Bởi vì nó cũng phải cân bằng cho anh em. Rồi thì ở trong trận đấu này anh em thấy không ạ, mỡ đi rừng tốc độ farm rất là chậm, nhưng mà về cơ bản vẫn phải farm thôi anh em ạ. Không biết làm nào giờ, bây giờ càng đi đánh nhau thì càng nát.
ở đường trên đang có một cái tình huống ép giao tranh đến từ các thành viên bên phía của team mỡ, và team mỡ cũng đã bỏ về được 3 mã gục. Và ở đây là có vạch Sada, anh em nhìn này, làm chậm này, sau đó lướt lên này, sấy ở trong bụi này để chặn đầu. Ô, nó chạy sang bên này anh em, chặn sang bên này thì mình xin tôi tưởng là nó chạy về phía đằng đường giữa cơ, nhưng không, nó chạy lình lình về trụ. Và rõ ràng là cái tốc độ di chuyển của vạch Sada là không thể thoát được một con Claude. Nó đang có stack cộng dồn chạy nhanh, tăng tốc đánh, và kèm theo đó là cái phép hỗ trợ trừng phạt. Đấy. Và săn được mạng xong, anh em lại nhìn thấy là mỡ lại tiếp tục trốn đi farm. Đấy, vì về cơ bản chúng ta đi rừng nhá, cho nên chúng ta có bùa tím, nên là chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến cái đôi giày cổ thuật là gì cả. Chúng ta lên giày đỏ để mà tăng giảm thời gian hồi chiêu đến từ bộ kỹ năng của con Claude này. Và có lẽ là mỡ sẽ tranh thủ vừa đi farm và vừa có được cho mình đó là cái việc đi tham gia giao tranh, nhưng mà ở giai đoạn đầu game là mình vẫn sẽ tập trung vào việc đi farm anh em nhá. Bởi vì con Claude, nói thật với anh em, đây là một cái vị thần sát thủ rất cần đồ. Nó buộc phải có hai cái món đồ là cái lưỡi hái ăn mòn và cái trang bị kiếm giết quỷ, thì khi đấy cái con Claude nó mới bắn đầu anh em ạ. Còn thì ở giai đoạn đầu game anh em có thể nhìn thấy là bây giờ, dĩ nhiên là bây giờ xây chiêu cuối ở đầu game là nó vẫn đau bởi vì tăng đam cơ bản mà anh em, nhưng mà rõ ràng đầu game không vì là buộc và điều chỉnh sức mạnh đến từ cái chiêu cuối, nhưng mà vợ vẫn sẽ tiếp tục gọi là đi farm một cách nhiều nhất có thể, cầm lúc nào phải hai bùa. Valentina nó lướt hai cái rồi anh em ạ, lướt với chúng tôi. Valentina hồi skill thì lâu lắm anh em ạ, và vợ đã có được cho mình đó là mạng của Valentina. Tiếp đến là cái vị tướng Xbox, nhưng mạ gục lại là của Brody. Nó không sao, mình ăn hai mạng đầu game là được rồi, có được một mạng hỗ trợ, và mỡ sẽ ăn đi cho mình đó là cái con rùa, cũng là cái con rùa thứ hai trong trận đấu này luôn. Ăn rùa là rất nhanh, và sau khi ăn rùa xong thì sẽ có được lỡ dẫm ảo và thêm đam vật lý và thêm đam phép, thì lại vào rừng farm để đẩy nhanh tốc độ farm của cái vị tướng Claude này lên một cách nhanh nhất có thể anh em nhá. Bởi vì chúng ta đi rừng, nếu như là tiện đường thì chúng ta đi ganh thôi, còn không thì thôi anh em ạ, chúng ta sẽ trốn đi farm. Và ở đây là mỡ đang thấy có đó là cái vị tướng Vaxana, uầy nó hoảng loạn, nó thả thực thể cấu đi rất nhiều máu đến từ tô mỡ, và mỡ buộc phải về anh em ạ. Cái lượng sát thương đến từ cái con Vaxana và kèm theo đó là con Valentina là quá nhiều. Và ê, ở đây này có ui lên bảng điểm số là Brody, nhưng mỡ vẫn đang đuổi theo, sấy động lực công phá luôn cho nó nhanh, cho nó vua anh em ạ, để mà có được cho mình mạng thứ ba đấy. Chơi cái con Claude này mặc dù đã bị nớp sức mạnh thôi, nhưng cá nhân mỡ cho rằng nó là điều chỉnh. Lại một cú lừa đến từ vị trí của Mutun anh em ạ. Rồi ok, mỡ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục farm anh em nhá. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 302, thì về cơ bản là mình cũng đã đóng góp được những cái nhất định dành cho team của mình ở trong trận đấu này rồi. Và sau khi mà dọn dẹp xong cái trụ quên mất cái trụ đường trên, và kèm theo đó là ăn đi cho mình đó là cái bùa tím, thì thật ra là bây giờ ấy mỡ không cần bùa đỏ đi đánh nhau đâu, nhưng vẫn là nhưng anh em ạ, rõ ràng là chúng ta vẫn cần cái con Claude này được farm và có được đủ hai bùa ở giai đoạn đầu game đánh nhau nó mới cháy đấy. Có bùa đỏ là tăng thêm một cái lượng đam và kèm theo đó là giảm tốc độ di chuyển của cái địch rất là ngon nha. Được giữa anh em kìa, tập trung tới 3 thành viên, mỡ sẽ ăn đi xong cho mình đó là con bùa đỏ hút stack rồi, và sau đó bay ra anh em nhìn sấy này, đầu game này, trời ơi, tua máu của Valentina và vạch Sana như tụt quần, nhưng mục tiêu của mỡ chọn là vạch Sana. Sau đó tiếp tục ép giao tranh, Xbox lên bảng điểm số và Argus cũng bay màu, team bạn lên bảng tới 4 thành viên ở trong cái tình huống đánh nhau ở giai đoạn đầu game anh em ạ. Ôi, đánh nhau càng sớm thì con Claude này nó vẫn về cơ bản vẫn đáp ứng được anh em nhá. Nhưng nếu như mà anh em mới chơi Claude và anh em chưa có được một cái khả năng tình đam, tình máu và tích stack cộng dồn ý, thì anh em nên đi đường vàng được chưa ạ, và cầm cho mình đó là cái phép hỗ trợ phản kích đấy, bởi vì cầm phản kích với Claude bây giờ rất ngon luôn. Đường trên mỡ đang thấy có Bruno, nhưng mục tiêu của mỡ là ăn rùa cơ, bởi vì đây là cái con rùa cuối cùng rồi, nhưng Bruno không về, anh ta muốn đẩy trụ anh em ạ. Anh ta lướt đi nhưng anh ta bị bớ đến từ công an giao thông ở đây, đó chính là mỡ và Edith mang đến danh hiệu không thể cản phá. Team bạn lại tập trung đường trên rất đông anh em ạ, và mỡ hút stack cộng dồn của rùa và lại lên sấy động lực công phá, và đó là Valentina đã phải lấy bàn điểm số. Vạch Sana nhìn vậy sợ chạy mất rút có mẹ hàng lươn luôn, và bật cho mình đó là cái tốc hành để mà lùi về anh em ạ. Nhưng mà mất tốc hành rồi thì bạn nghĩ bạn có chạy được về không, bạn Vạch Sana ơi? Uầy, nó cố đấm ăn xôi kết liễu đi được Brody bên chúng team mỡ rồi, nó cố đấm ăn xôi đúng anh em. Thế thì để mỡ lo, Argus cũng đã lên đường trên, trong khi đó thì đường dưới thằng Tử Long nó đẩy một mạch hai nút đường luôn. Và đây này, bắn anh em này, một bắn, hai bắn, ui rồi ôi, bằng trụ như đúng rồi, có được mạng gục đến từ Vạch Sana và mang về mạng hạ gục thứ 6, mạng hỗ trợ thứ 6, tổng cộng là 12 mạng đã dính dấu răng của mỡ trong cái trận đấu này rồi. Đấy, đánh con Claude về cơ bản cá nhân mỡ cho rằng vẫn đi rừng được,
nhưng cần phải có được một cái khoảng thời gian farm và team bạn không đè chúng ta từ sớm. Chứ còn Claude ở thời điểm hiện tại là đang cực kỳ hot ở meta rank cao luôn, trong cái bối cảnh mà có Bruno ấy là nó đã bị giảm sức mạnh đi mất rồi. Đấy, đấy, ok. Rồi, để xem nào. Ở trong cái tình thế này, KD của mình cũng đang 606 đấy, đang khá xanh. Bruno ở đường trên, liệu rằng chúng ta có lên thăm hỏi một lần nữa không anh em nhỉ? Nhưng mà nghĩ chắc là không. Tầm này cứ lấy đi cho mình đó là con bùa tím cũng như là con bùa đỏ, rồi chờ xem cái thế đánh nhau như thế nào thì để chúng ta bắt đầu vào chúng ta đánh nhau anh em nhá. Rồi, bùa đã là của mỡ rồi, gậy như ý mỡ cũng đã lên. Trong tình huống này để mỡ xem nào, team bạn vạch Sana Bruno ở đây, mỡ sẽ có một cái tình huống gọi là đặt skill ra vào để sấy nhá. Từ từ nha, hút tốc độ di chuyển của đợt lính này để tăng cái nội tại gọi là di chuyển liên tục đấy. Ok. Để xem nào, đường trên có Xbox, ở đây là có cái vị trí Bruno của Vạch Sana, mỡ có mặt ở đây, không bị kéo về đến từ công ty của Xbox. Ký ức tan vỡ, đâu đó là ý chí sục sôi của Xbox được kích hoạt và team của mỡ đang ép giao tranh. Mỡ sấy đau đấy, nhưng mà cái lượng máu của mỡ từ đêm hiện tại nó không đủ mất rồi, cho nên là thôi, chúng ta sẽ lùi về ở trong cái tình huống này để mà chúng ta chỉnh lại một chút về cái lượng đồ anh em nhá. Nhưng mà từ từ khoan anh em ạ, mình đã có bùa tím, tội gì mình phải về. Lấy cho mình đó là cái con gọi là lính ném lao này là cũng ngồi được gần đây nửa cây máu rồi. Tiếp tục trốn đi farm, nhưng với cái việc lên đường trên thì chắc là không ăn được thằng Bruno đâu. Sau khi mà lên đồ như thế này, sau khi cầm được 3 cái một trần phái lần nữa ý, hái ăn mòn, kiếm diệt quỷ và gậy như ý thì anh em nhớ lên cái cung thần phong nhá. Bởi vì team bạn thằng Bruno nó đạp khét lắm. Chúng ta không có cung với lên game thằng Bruno cho đúng ai đạp cũng nói nhiều, vì chúng ta không có phép hỗ trợ phản kích mà anh em. Đấy, rồi ok, chỉnh lại set đồ này, cầm cho mình đó là cái cung thần phong để mà cho nó gọi là an toàn, nhẹ nhàng, đơn giản. Rồi, lấy bùa đỏ, anh em thấy không, chúng ta đi rừng mà, lấy hết bùa. Đứng giữa đang có đánh nhau kiểu, uầy, Xbox tốc biến lên đi, outplay Brody, nhưng Brody anh ta làm được cái điều đó. Mỡ lao lên, xấy động lực công phá này, ui, máu Valentina tụt như tụt quần, mỡ còn kết liễu đi được Xbox và mang về cái danh hiệu thất thần thánh rồi. Có được cho mình cái KDA rất xanh chín, mặc dù là một cái con có xạ thủ đi rừng rất chậm và rất khó để giữ mạng. À đâu, con có giữ mạng dễ mà anh em. Và ở đây là shutdown đi được Saber, mang về 200 vàng. Đấy, bổ sung thêm cái lượng vàng để mà mỡ lên trang bị anh em ạ. Đấy, vì thế cho nên là cái con clock này anh em đã biết tại sao bây giờ nó đang rất là hot ở trong những cái trận đấu rank cao chưa. Đấy, bây giờ anh em lên rank cao, ví dụ như rank bây giờ nhá, rank cao đang là khoảng rank bách chiến, thần thoại và bách chiến. Anh em lên tầm đấy mà anh em thấy con clock thì anh em cũng bất ngờ, vì con clock ở thời điểm hiện tại nó cầm phải đi lên nó vẫn là một cái thế lực gì đấy anh em ạ. Rồi, đây là có Valentina, có cái vị tướng God. Vâng, để xem các thành viên bên phía của team bạn tụi nó sẽ làm gì đây. Trong khi đó thì mỡ ở thời điểm hiện tại chưa lên bản điểm số một lần nào cả, cho nên là mỡ bảo vệ tấm thân trinh trắng của mình lắm anh em ơi. Rồi, đang ép giao tranh ở đây. Ui, Agus bao kiểu nhưng bắn Agus kìa. Trời ơi, Agus không kịp mở chiêu cuối, có lẽ anh ta bị giật mình trước cái nguồn sát thương đến từ vị trí của mỡ. Và mỡ có mặt ở đây, liệu rằng team bạn nó có biết mỡ đang ở trong này không nhỉ? Để xem nhá. Ui, hôm nay đi lại bật chiêu cuối ở đây rồi. Ui, thôi lùi, góc này vào đánh nhau không đẹp. Từ từ nhá, góc này thì lại đẹp anh em nhìn này. Chiêu cuối của chiêu 1 của mỡ và chiêu 2 đã sẵn sàng. Mỡ sẽ nhảy ra đằng sau. Đây rồi, từ từ nhá. Đây lách này. Úi giời ơi, lách kìa. Ui! Sấy vạch Sana bay màu và tiếp đến là cái vị tướng Edith cũng sập mặt luôn và team mỡ có được cái KDA 10.09 từ cho đến thời điểm hiện tại anh em ạ. Con Claude này vẫn khỏe nhờ, nhưng mà hơi đáng tiếc ở trong video clip này là mỡ không thể sử dụng được cái con Claude để mà đi đường cho anh em xem. Đi rừng nói thật với anh em vẫn rất là ngon và rất là ok luôn. Rồi, bây giờ thì với cái việc team bạn bị lên bảng điểm số tới 3 người thì mục tiêu của mỡ bây giờ rất đơn giản. Đi ăn bùa đỏ cũng như là bùa tím bên phần rừng nhà mình, sau đó kiểm soát bùa đỏ và bùa tím bên phần rừng nhà team bạn, có thể nhường cho đồng đội. Và sau đó chúng ta gọi là từ từ nha anh em nhá, vẫn cần phải farm một tí nốt đồ. Cái game này mỡ nghĩ là cứ từ từ anh em ạ. Đấy, chúng ta phải có đủ hai bùa, lúc đấy chúng ta bắt đầu mới chơi được. Rồi, sẽ là có được cho mình bùa đỏ và bùa tím, bắt đầu di chuyển quay ngược trở lại. Nhưng trong khi đó thì Brody team mỡ đã lên bảo mất rồi, nhưng đừng lo, team mỡ có 3 con xạ thủ cơ mà, mất con này chúng ta còn con kia. Và đang đánh nhau ở đây, mỡ có đủ cung, mỡ sẽ nhảy lên hút tốc độ di chuyển của Vạch Sana và Bruno, động lực công phá, mở cung thân phong lên và sấy kìa. Ôi dồi ôi, Xbox bay màu, tiếp đến là Bruno và team bạn bị gần như là quét sạch ở trong cái trận đấu này. Chỉ có duy nhất một mình thằng Agus là nó sắp hồi sinh thôi anh em ạ. Nhưng vấn đề Agus hồi sinh thì ra đẹp ai? Chiêu cuối thì có đấy, nhưng mà hơi ngắn, hơi nhiều sinh lý anh em ạ. Chỉ có 4 giây mà thôi. Và ui dồi ôi, thằng Agus bây giờ mới ra, nhưng mỡ đang bắn nhà chính và trận đấu này sẽ kết thúc tại đây. Vâng, trên đây là video clip về con Claude mới bị giảm sức mạnh ở mùa 30. Nhưng cá nhân mỡ cho rằng nó đâu có giảm đâu, vẫn chơi được rất ngon anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh nha.